đây là các câu trong đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 vừa qua các em ha. Thì 2K4 chúng ta ôn, chúng ta làm trước để có thể định hướng được cái đề thi cuối năm của chúng ta nó sẽ ra những cái như thế nào. Rồi. Thì câu số 18 mà đề 203 này. Đây là một cái câu về điều chế ester hay còn gọi là phản ứng ester hóa ha. Đây gọi là phản ứng ester hóa tạo bởi axit formic. Thì các bạn phải biết axit formic là HCOOH đó, chúng ta phải thuộc các cái axit này. Ancol ethylic là C2H5OH hay còn biết là HOC2H5. Rồi, để các phản ứng này xảy ra được thì chúng ta phải cần xúc tác là axit sulfuric đặc đó, và chúng ta đun nóng lên. Thì khi các phản ứng này xảy ra sẽ hiện tượng là nhóm axit sẽ mất đi nhóm OH, còn ancol này sẽ mất đi H, mất đi H để tạo ra một phân tử nước. Thì còn lại chúng ta sẽ còn là HCO này, và bên này là O C2H5 cộng với nước ha. Như vậy thì đáp án chúng ta sẽ chọn là HCOCH5 hay có thể gọi là ethyl format. Đấy, thì câu này là một câu ở mức độ là cơ bản để các bạn có thể có điểm ha. Thì đáp án chúng ta chọn C này. Đấy, thì ở cái mỗi chương, ở mỗi chương thì người ta đều cho là kiến thức căn bản và có kiến thức nâng cao, chứ không phải là câu nào đều là nâng cao cả nha các bạn. Nên là khi học là chúng ta sẽ phải là chúng ta sẽ phải là học hết từ cơ bản đến nâng cao. Đấy, thì mỗi chương người ta đều cho những câu rất là dễ như thế này, chúng ta có thể có điểm được nha, tầm mức độ là 7 điểm quay trở lại. Rồi, câu số tiếp theo là câu 24 mà đề 203. Thì đề cho chúng ta câu thế này. Một ester có công thức phân tử là C4H8O2. C4H8O2. À, có nghĩa là có 4C thủy phân trong môi trường dung dịch axit. Đó, axit. Nghĩa là chúng ta sẽ phải hiểu thế này này. Thủy phân trong môi trường axit là một ester bất kỳ RCOOR phẩy ha. À, các bạn thủy phân trong môi trường axit nghĩa là chúng ta sẽ cộng với nước. Nước là HOH đó. À, còn H2S4 loãng đóng vai trò là xúc tác là môi trường axit thôi. Thì khi đó chúng ta có thể hiểu là hydro này sẽ được cộng vào nhóm O để tạo ra axit là RCOOH. À, còn nhóm OH thì được gắn vào nhóm R phẩy tạo ancol là R phẩy OH. Rồi. Thì trong cái bài này đề bài nói là công thức phân tử của ST này là C4H8O2. Và cái ancol tạo ra ăn là ancol methylic, cái ancol này này là ancol CH3OH. Như vậy có nghĩa là cái gốc R phẩy của chúng ta đó là gốc CH3. Đúng chưa? Gốc R phải là gốc CH3. Thì từ đó chúng ta sẽ viết lại là COO này. Đấy, gốc R phải là gốc CH3, các bạn viết lại đây ha. Này. Vậy thì C4H8O2 thì phía trước này nó chỉ còn lại là C2H5. Đúng chưa? Và khi cộng nước này chúng ta có thể viết lại phương trình này ha. Rồi. Thì chúng ta sẽ thu được axit là C2H5. COOH này, hydro nó gắn vào đây. Và cộng với ancol CH3OH. Vậy thì bài yêu cầu là tạo ra ancol ethylic và chất hợp cơ y. Vậy đây chính là hợp chất hợp cơ y của chúng ta nha. Vậy đáp án các bạn chọn là câu D. Đó, rất là dễ dàng và nhẹ nhàng như thế thôi, không có gì khó khăn ở những câu đầu các em ha. Đây, đây là một câu chất béo này trong đề thi vừa mới xong 2021 của Bộ Giáo dục Đào tạo ha, và đề 203. Thì câu này cũng khá đặc trưng thôi ha. Thì chúng ta sẽ tóm tắt này. Chúng ta có M gam. Đây các bạn, chúng ta có M gam ha. Gồm có axit palmitic, axit oleic là C17H33. Tất nhiên các bạn phải thuộc bài nhá. Phải thuộc 4 axit béo thường gặp này, oleic. Axit palmitic C15H31 COOH và triglyceride có nghĩa là chất béo ít đó. Chúng ta sẽ có R này. CO 3 lần và C3H5. Rồi. Tỷ lệ mol để bài cho ở đây là 4:3:2, có nghĩa là nếu chúng ta đặt đây là 4x này thì đây sẽ là 3x ha. Và đây sẽ là 2x. Rồi. Thì đề bài cho hai dữ kiện. Tức nhất là đốt cháy trong oxy mà sẽ thu được CO2 và nước, không có cho dữ kiện gì về CO2 và nước cả. Chỉ cho cái oxy là 3,26 mol thôi. Đó, rồi.
Dự kiện thứ hai đề cho chúng ta là dự kiện thứ hai là cho tác dụng với nào hát. Nào hát ha. Thì chúng ta sẽ phải nhẩm này. Đây là axit đơn chức cộng với một nào hát. Axit đơn chức cộng một nào hát, còn chất béo này thì cộng với ba nào hát. Do đó số mol của nào hát sẽ là 4x cộng 3x cộng cho 3 lần của 2x. À, cái chất béo nó cộng 3 lần. Thì qua sẽ nhận 4 là 7x này, cộng vòng 16 nữa, 6 nữa. Là số mol nào hát sẽ là 3x mol nha, 13x mol. Axit tác dụng với nào hát thì ra nước nè. Nha. Ở đây chúng ta đều là axit đơn chức, vậy tổng số mol của axit là 7x thì nước tạo ra cũng sẽ là 7x thôi. Chất béo thì tạo ra glycerol là C3H5OH 3 lần. Và số mol glycerol này thì luôn bằng số mol của chất béo, đó là 2x mol. Rồi. Đề bài cho chúng ta 38,22 gram. Hai muối. À, cái hai muối nó quan trọng các em nhé, hai muối. À, thì hai muối chúng ta đây là muối C17H33 này. COONA và muối C15H31. COONA. Như vậy là do tạo thành có hai muối thôi. Như vậy chúng ta sẽ suy ra là trong cái chất béo này này, trong cái chất béo này của chúng ta, cái gốc R này của chúng ta chỉ là gốc C15H31 và gốc C7H33 thôi. Đó, một trong hai gốc đó sẽ có trong cái chất béo này chứ không được có một gốc khác ha. Chúng ta thu được hai muối mà. Rồi ok nha, đó là toàn bộ những dự kiện đề bài cho. Bây giờ ta sẽ làm tiếp. Bằng cách đặt ra số mol, bọn ta được tìm các số mol các em nha. Rồi. Thì đầu tiên thầy sẽ đặt cho số mol của CO2 và nước này. Ở đây là amon. Amon. Và bmon ha. Thì thông thường những cái bài hợp chất hữu cơ như này, số mol CO2 và nước là thông thường là chúng ta phải tìm đó. Rồi. Thì chúng ta tìm cái CO2 và nước này bằng ba cái định luật nhé, bằng ba định luật. Thì ở đây đầu tiên là chúng ta sẽ nói cái nhóm COO trong hỗn hợp E này. Đây, nhóm COO đây 1 này, đây 1, ở đây có 3 nhóm COO thì các bạn cộng lại thì nó sẽ số mol của nhóm COO sẽ là 13x này. 13x mol ha. Thì cách đầu tiên phương trình số 1 là các bạn sẽ bảo toàn nguyên tố oxy ha, bảo toàn nguyên tố oxy. Chắc chắn rồi, các bạn phải có O2 ở đây để bảo toàn nguyên tố oxy. 13x nhân cho 2 nhá, tại đây có 2 O này. Rồi, cộng cho 3,26 bạn nhân cho 2. Rồi, bằng 2A cộng cho B. Vậy chúng ta sẽ tương đương, sẽ gom hết vào một vế nhá. Vậy sẽ có 2A này cộng B trừ cho 26X đúng không? Bằng 3,26 nhân 2. Đây các bạn sẽ có là 6,52. 6,52. Thì đây là phương trình số 1 ha, phương trình số 1. Rồi. Phương trình thứ hai. Phương trình thứ hai. Rồi. Bạn áp dụng cái định luật bảo toàn khối lượng này nhá, cho cái phản ứng xà phòng hóa cho phản ứng này. Có nghĩa là chúng ta sẽ có m gam hỗn hợp E này cộng cho khối lượng của nào hát. Đúng không? Rồi, sản phẩm sẽ có khối lượng của nước này cộng khối lượng của glycerol này. Glycerol à, rồi, và cộng khối lượng muối. Rồi. Thì tương đương ở đây các bạn sẽ có M này là khối lượng của E nhá, cộng khối lượng của NaOH là 13X này nhân cho 40 đúng chưa, bằng khối lượng nước là 7X nhân cho 18 cộng khối lượng glycerol là 2X nhân M lớn là 92 cộng muối là 38,22. Rồi, như vậy chỉ số M này các bạn sẽ rút ra. Đó. Chỉ số M này sẽ rút chỉ số M ra, suy ra nhá, suy chỉ số M này sẽ bằng này, M bằng, bạn chuyển vế qua ha, 38,22. Rồi đây 2 nhân 92 cộng 7 nhân 18 sau đó trừ cho 13 nhân 40. Đó, trừ cho 210, trừ cho 210 nhân cho x, đây là khối lượng của E ha, khối lượng của E. Rồi, chúng ta sẽ bảo toàn khối lượng tiếp một lần nữa cho phương trình phản ứng đốt cháy nhé. Bảo toàn khối lượng cho phương trình phản ứng đốt cháy. Rồi, thì bạn có khối lượng của E này.
cộng khối lượng của oxy. E cộng khối lượng oxy, mà khối lượng E là đây là 38,22 trừ cho 210 x này. Rồi, cộng khối lượng oxy là 3,26 nhân 32 bằng khối lượng của CO2 là 44A này, cộng khối lượng nước là 18B. Rồi, các bạn thì tương đương và thể chuyển vế 44A này cộng 18B cộng cho 210x bằng với cái này 38,22 cộng cho 3,26 nhân 32. Rồi, là 142,54. Rồi, đây là phương trình số 2 ha. Đây là phương trình số 2. Tiếp tục. Ở phương trình số 3 thì nó sẽ hơi khó khăn một chút. Phương trình số 3. Thì muốn có được phương trình số 3 thì đầu tiên chúng ta sẽ phải nhận xét số liên kết pi nhá. Ở đây, gốc C7H33 là gốc có một nối đôi. Gốc có một nối đôi. Như vậy đây là có thêm một pi ở đây nữa nè. Như vậy cái chất này là 2pi. Rồi. Axit này là axit no thì pi chỉ nằm ở nhóm chất axit thôi, phải có một pi. Còn K ông này có bao nhiêu pi thì không biết vì gốc R chúng ta chưa có rõ là gốc gì nên là K con này ta chưa biết nha. Rồi. Như vậy thì phương trình số 3 các bạn sẽ áp dụng công thức là số mol CO2 trừ đi số mol nước này bằng K trừ đi 1 này nhân cho số mol của hợp chất hữu cơ. Đấy, áp dụng công thức này. Và ta sẽ có tương đương ở đây. Số mol CO2 là A, số mol nước là B. Được chưa? Sẽ bằng này. Áp dụng cho chất thứ nhất là có 2pi, nhà K là số liên kết pi với K là số pi. K là số pi. Thì bạn áp dụng như thế này là cái 2pi đúng không? 2 trừ đi 1 nhân cho 4x. Rồi. Cộng chất tiếp theo là có 1pi này, 1 trừ 1 nhân 3x. Còn chất béo thì cái K của nó chúng ta chưa biết, cho nên chúng ta phải để là K trừ 1 nhân cho 2x ha, nhân cho 2x. Rồi, thì các bạn sẽ dồn vế vào đây, các bạn sẽ có tương đương tiếp. Đây là A trừ B. Rồi, cái này bằng 0 ha, bằng 0. Các bạn chuyển hết qua bên đây thì sẽ có cái trị số của x sẽ là, ở đây sẽ là 4x đúng không? 4x đây là K. Đây là 4x này, trừ cho 2x là còn 2x. Rồi, như vậy sẽ phương trình ở đây sẽ bằng là trừ cho K cộng 1 nhân cho 2x bằng 0. Đúng chưa? Thì đây là phương trình số 3. Rồi, ta sẽ có 3 phương trình liên hệ A, B và X. Đây là phương trình 1 này. Phương trình 2 này. Rồi. Và phương trình 3 này. Rồi, nha. Ok. Rồi, có nghĩa là ta sẽ nhóm này lại đấy ha. Này là 2 trừ 1 là 2x, là 4x này. 4x trừ đi 2x là còn 2x. Đây là K nhân 2x là nhóm lại. K cộng 1 nhân 2x là chuyển vế lưu trừ qua. Rồi, đúng rồi ha. Thì vấn đề khó khăn ở đây là chúng ta sẽ phải cho giá trị K. Cho giá trị K nó sẽ chạy. Các bạn nhé, phải cho giá trị K nó chạy. Rồi. Ok, tiếp theo này. Thì từ 1, 2 và 3. Từ 1, 2 và 3 thì ta sẽ suy được này, A bằng B bằng và X bằng. Đó. Nhưng mà với điều kiện là các bạn sẽ phải cho giá trị K này chạy. Vậy K này sẽ chạy từ mấy? K này sẽ bắt đầu lớn hơn hoặc bằng 3 nhá. K này phải lớn bằng 3. Vì sao? Vì cái chất béo thì nó có 3 nhóm COO thì ít nhất là nó có 3 liên kết pi, cả ít nhất là 3. Và nếu mà trong gốc R nó có thêm các nối đôi nữa thì K nó sẽ lớn hơn 3 nhá. Nên phải lấy giá trị K từ 3 trở lên. Rồi, bây giờ ta sẽ bấm máy. Rồi, ta sẽ chọn giá trị K từ 3 nhá. Nốt 52. Các bạn đây là 2 này. 1 trừ 26. Thế là 6,52. Rồi, phương trình thứ hai là 44 này. 18 210 142,54. Rồi phương trình này sẽ là 1 này, trừ 1. Rồi, nếu mình cho K bằng 3 có nghĩa là cái này sẽ là 3 nhân 1, 3 cộng 1 là 4, nhân 2 là trừ 8 ha, trừ 8. Rồi, là 0. À, thì bạn sẽ cho giá trị nó chạy. Vì là số nó không có được đẹp ha, số nó rất là xấu. Này,
Rồi, như vậy chúng ta sẽ phải bấm lại. Chúng ta sẽ cho giá trị k này nó chạy lên. K này bằng 4. 4 cộng 1 là 5. 4 cộng 1 là 5 nhân 2 là 10, nhưng mà cái này thì trừ 10 nhá, cái này phải là trừ 10 này. Rồi, kiểm tra. À, vẫn không được ha, số này vẫn không được. Rồi, vậy tiếp tục. Tôi sẽ cho k chạy bằng 6 với k bằng, xin lỗi, k bằng 5. À, k bằng 5. K bằng 5 thì 5 nhân 1 là 6 này. 6 nhân cho 2 là trừ 12. Thì cái này phải là trừ 12. À, vậy đây là giá trị của ta sẽ có này. A là 2,3. B là 2,18. Rồi. Còn x là 0,01. Có nghĩa là chúng ta sẽ tìm được cái giá trị này và ứng với chỉ số k chúng ta chọn bằng 5 đấy. À, k bằng 5 là 5 pi. Vậy ta sẽ có được các cái giá trị số đẹp như thế này. Rồi. Ok. Vậy khi có được k bằng 5 và x bằng 1 thì ta sẽ suy được cái triglyceride x, có nghĩa là chất béo x đó. Chất béo x ha. Chứ bây giờ là như thế nào bây giờ? À, chất béo thì có gốc đuôi là C3H5. Đúng không? Rồi. Có 3 nhóm COO, 3 nhóm COO này, 3 nhóm COO. Với 3 nhóm COO là có 3 pi, vậy ta còn lại đây là quyền 5, vậy là còn lại 2 pi. 2 pi có nghĩa là nó phải chứa tới 2 gốc C17H33. Đó, thì vì mỗi gốc C7H33 này nó có một liên kết pi nha. Và gốc còn lại sẽ là C15H31. Đó. Đây là 1 pi này, 2 pi và 3 nhóm COO là thêm 3 pi. À, 3 pi nữa là 5 pi. Được chưa? Số mol của triglyceride là 2x với giá trị x là 0,01, vậy số mol con này là 0,02 mol. 0,02. Vậy chúng ta sẽ tính được cái khối lượng của triglyceride x rồi nha, các bạn bấm m lớn của nó. 0,02 nhân này. 17 nhân 12 cộng 33 nhân 2 cộng 15 nhân 12 cộng 31 rồi cộng 44 nhân 3 cộng 41 nữa. M lớn là 858 ha. Rồi bấm khối lượng bằng nhân 0.02 17,16 gram. Rồi, phần trăm khối lượng thì khối lượng của hỗn hợp E chúng ta tính theo ở trên này này, đây khối lượng hỗn hợp E đây. Đúng chưa? Các bạn thấy x vào là 38,22, các bạn trừ cho x 210, x là 0,01 này. Vậy khối lượng hỗn hợp ta sẽ có đây là 38,22 trừ cho 210 nhân 0,01 là 36,12 gam. Rồi, như vậy thì suy ra phần trăm của ông này, phần trăm khối lượng của chất béo X sẽ bằng là 17,16 các bạn chia cho 36,12 nhân 100 và bấm máy ha. Bằng 17 chia là 47,51%. Đấy, và chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B. Rồi, đây là một bài chất béo. À, chất béo. Rắc rối của bài này là xử lý là công thức CO2 trừ đi nước, và chúng ta sẽ phải cho giá trị K này chạy các giá trị từ 3 trở lên ha. Khi nào chúng ta xử lý được cái nghiệm nó ok là được. Rồi, chúc bạn thành công với bài chất béo nha. Đây là mấy câu gọi là rất là chuối luôn trong cái đề thi nha các em. Và muốn làm những câu này thì phải, nói chung là phải luyện nội công kinh khủng mới có thể chinh phục được nó ha. Rồi, vô cái là chúng ta sẽ xuất phát ngay từ cái dự kiện là đây, về dự kiện về con số này. Thì bài đề bài cho chúng ta T gồm gì nè. Chúng ta tóm lại nữa ha. T gồm một của 3 este, cho nó x là đơn chức, y 2 chức, z 3 chức ha. Đó, khủng chưa, x là đơn chức ha. Thì ở đây cho m gam t, m gam t thực hiện hai cái phản ứng. Đó, đầu tiên là đốt này, đốt cháy thì thu được CO2 và nước với cái số mol của CO2 để cho là 1 mol. Nước thì chưa biết ha, nước thì chưa biết số mol. Rồi, dự kiện thứ hai là xà phòng hóa, nên là cho tác dụng một cái 3 giờ, đó là NaOH vừa đủ.
Đang hát vừa đủ nè. Bạn thu được hỗn hợp hai ancol. Hai ancol ha. Hai ancol E có cùng số nguyên tử carbon và 26,96 gram hỗn hợp muối, là hỗn hợp muối thôi, hỗn hợp muối, muối ép. Rồi cho hỗn hợp E này tác dụng hết với natri thì thu được số mol hydro là 0,2 mol. Rồi còn nếu mang toàn bộ F này mang đi đốt thì thu được CO2 này 0,2 nước và natri carbonat ha. Ok thì đây, và đây các bạn cứ bình tĩnh xử lý thôi nhé. Thì cái dự kiện đầu tiên là chúng ta sẽ phải xử lý cái ancol E này, ancol nha, ancol E. Thì cái ancol E này bài nó mới là ancol thôi, chúng ta không biết ancol là mấy chức, nhưng tuy nhiên chúng ta sẽ phải hiểu vấn đề là cứ một nhóm OH của ancol nha thì sẽ cộng được với một nguyên tử natri và sinh ra 1/2 hydro. Rồi bạn có số mol hydro là 0,2 này, thì đương nhiên các bạn sẽ biết được số mol nhóm OH của ancol là 0,4 mol. Rồi thì khi biết được số mol của nhóm OH thì chúng ta sẽ biết tiếp điều tiếp theo các em này, đó là trong ester đó thì có một cái điều không đổi, các ester dạng hở nha, ester dạng bạch hở, có nghĩa là không phải ester của phenol đấy, thì cứ một nhóm chức ester sẽ cộng được với một nao OH, và chúng ta sẽ sinh được ra một gốc CONA này và cộng với một nhóm OH của ancol. Rồi nhóm OH ancol ta vừa giải được 0,4, thì tất cả những cái dự kiện này các bạn biết hết, 0,4, 0,4, 0,4, đó, biết hết ha. Vậy nhóm COO trong ester này là 0,4 nè. Rồi số mol của nao OH là 0,4 luôn, và trong cái muối này ha, chúng ta sẽ có số mol gốc CONA trong muối nè là 0,4 mol. Rồi ok, điều tiếp theo các bạn sẽ phải làm đó là phương trình số 3, thì các bạn phải bảo toàn nguyên tố natri nè, bảo toàn nguyên tố natri nha. Các bạn sẽ suy được số mol của Na2CO3 natri carbonat bằng, đây natri carbonat đây ha, thì đây là natri 0,4. Để bảo toàn nguyên tố natri thì số mol của chúng này phải là 0,2, đây 0,2 nhân 2 là 0,4 ha, như vậy số mol là 0,2. Rồi thì tới đây các bạn phải có một cái nhận xét này là quan trọng ha. Nhận xét bên đây là một những nhận xét như sau: số mol carbon trong F, số mol C trong F, trong hỗn hợp F đó, thì nó sẽ bằng số mol C ở đây đúng không, cộng số mol C ở đây hai chỗ bằng 0,2 cộng cho 0,2 là bằng 0,4. Ta thấy nó bằng đúng cái số mol của nhóm CNA luôn, bằng đúng luôn. Như vậy thì hai cái muối chỉ có thể có hai muối thỏa, có nghĩa là gì? Số mol carbon bằng số mol của nhóm CNA trong muối, có nghĩa là muối của chúng ta toàn bộ carbon nằm trong nhóm CNA, nghĩa là có hai muối này, natri formate và natri oxalat, đó chúng ta có hai muối này thôi nhá. Thì từ đó các bạn đặt cái số mol này là AB luôn đi, A mol và B mol, thì dễ dàng chúng ta sẽ xử lý được cái này bằng hệ phương trình đó. Hệ phương trình của chúng ta là tổng khối lượng muối và tổng số mol nhóm CNA, thì các bạn sẽ suy cái này này nhá. A cộng 2B là số mol của nhóm CNA là 0,4. Rồi các bạn có 68 nhân A là khối lượng muối ở trên cộng 134 B là muối ở dưới bằng 26,96. Rồi thì các bạn sẽ bấm được A bằng và B bằng ha. Rồi, bấm máy 1, 2, 0,4, 68, 134, 26,96, 0,16 này, 0,12. Rồi chúng ta có hai số mol này ha. Rồi để ở đó. Rồi chúng ta đã xử lý xong được cái muối, bây giờ nhiệm vụ tiếp theo ta phải xử lý ancol này là gì ha, xử lý ancol. Rồi ok, ta lại tiếp. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi tìm số mol carbon có trong ancol ha. Thì carbon có trong ancol nè thì sẽ bằng carbon có trong CO2 ở trên này là tổng số mol C trừ đi carbon có trong muối ha, thì sẽ được số mol carbon có trong ancol E. Thì thứ 5
5. Bảo toàn nguyên tố carbon, chúng ta sẽ suy được số mol carbon có trong ancol ha, bằng 1, 1 là số mol CO2 trên tổng số C này, còn trừ đi số mol C trong muối, mà C trong muối bằng đúng 0,4 ha, 0,4. Vậy là số mol carbon có trong ancol là 0,6 mol. Rồi. Rồi, từ đây khi có số mol carbon trong ancol rồi thì chúng ta phải lập luận lại cái đề của đề bài cho này. Đây. Đề bài cho ta ancol 3 chất. Ancol 3 chất, à ester 3 chất đúng không? Mà muối của chúng ta là muối đơn và muối 2 chất. Như vậy thì cái ancol chúng ta phải như thế nào đây? Nha, chúng ta sẽ nói tiếp. Vì có ester 3 chất. Vì có ester này là 3 chất. Ha. Nên suy ra chúng ta sẽ có hai trường hợp. Trường hợp 1. Đó. Ancol của chúng ta sẽ có đơn chất. Đơn chất và hai chất. Ha, đơn chất và hai chất. Và hoặc là trường hợp 2. Đó. Thì ancol của chúng ta có thể có đơn chất. Đơn chất hoặc là ba chất ha, đơn chất hoặc là ba chất. Rồi ok, là đơn chất hoặc là ba chất. Rồi bây giờ ta sẽ nói trường hợp một. Trường hợp một, trường hợp một, ancol là một cái là đơn chất này, đơn chất, một cái là hai chất ha, một cái là hai chất. Nhớ là ancol này có ba điều kiện này. Số mol C là bằng 0,6 này. Đó. Số mol nhóm OH trong ancol là 0,4 này. À, 0,4 ở trên này ha, 0,4. Rồi, và cùng cùng số carbon nữa. À, có cùng số carbon. Thì ta sẽ lập luận như sau ha. Số mol của ancol. Số mol ancol này. Rồi. Số mol nhóm OH là 0,4. Số mol nhóm OH là 0,4 mà chúng ta có ancol đơn chất hoặc hai chất. Vậy thì số mol của ancol. Đây, ancol hai chất. Ví dụ như là A đi, AB ha. Thì số mol là tổng số mol hai ancol là A cộng B, đúng không? Còn số mol ancol là A cộng B. Thì đặt là XY đi. Đó. Thì số mol ancol là X cộng Y. Trong khi đó số mol nhóm OH sẽ là X cộng 2Y, đúng không? Đấy. Số mol ancol là X cộng Y này. Và trong cái đó số mol của nhóm OH thì là x cộng 2y. Như vậy số mol ancol là x cộng y thì phải nhỏ hơn x cộng 2y, có nghĩa là nhỏ hơn 0,4. Rồi. Ok. Và số mol của nhóm OH, số mol của ancol chắc chắn là phải lớn hơn 0,2. Đó, tại vì sao các bạn phải hiểu nhá. À, số mol ancol là x cộng y, mà ta có x cộng 2y này. X cộng 2y đúng không? X cộng 2y là bằng 0,4, là số mol của nhóm OH này. Mà x cộng 2y thì chắc chắn là phải nhỏ hơn 2 lần x cộng y, đúng chưa? Và phải lớn hơn x cộng y, đúng không? Mà x cộng 2y này chính là số mol của nhóm OH là 0,4. Như vậy thì x cộng y là số mol ancol bé hơn 0,4, đúng không? Y cộng y này, x cộng y phải bé 0,4, đúng chưa? Và ta chêm lại này, x cộng y thì phải lớn hơn 0,4 chia cho 2 là 0,2, vậy số mol ancol nằm trong khoảng này. Đó, các bạn hiểu chưa? Vậy thì dẫn tới suy ra cái số carbon của ancol á thì phải nằm trong cái đoạn này. Số mol C là 0,6. Lấy số mol C chia số mol ancol thì được số carbon. Vậy thì số mol ancol mà càng lớn ấy, thì cái số carbon là càng nhỏ này, mình phải chia cho 0,6 chia cho 0,2. Đó, có nghĩa là chỗ này nó sẽ là 1,5. Còn chỗ này sẽ là số 3. Vậy thì do số carbon phải là một số nguyên, do đó là có 2 carbon, số C là vậy 2 carbon, được chưa? Vậy 2 ancol. Vậy 2 ancol. 2 ancol của chúng ta này sẽ là C2H5 OH. Đó, và C2H4 OH 2 lần. Ok. Chúng ta đặt số mol này là x này, số mol này là y.
chúng ta sẽ có cái hệ như sau: x cộng y nhé, x cộng y là số mol của ancol, tổng số mol của hai ancol thì lúc này nó sẽ bằng số c là 0,6 này chia cho 2 là bằng 0,3 đúng không? X cộng 2y là số mol của nhóm OH là 0,4 thì đó các bạn sẽ đạt được x bằng 0,2 và y bằng 0,1 y 0,2 y 0,1 mol. Ok. Thì khi đó với ancol ở đây là 0,2 này, y là 0,1 và với hai cái muối mà chúng ta vừa ghép xong ở trên này, hai cái muối ta vừa tìm ra ở trên này, thì chúng ta có thể ghép được ba ancol hay không, ba ester hay không? Suy ra thì chúng ta sẽ có ester này, ba ester như sau. Với ester x đó là ester đơn chức, ester đơn chức thì đương nhiên phải ghép từ acid đơn và ancol đơn ha, nghĩa là từ HCOO này ghép với gốc C2H5. Rồi y là ester hai chức, y là ester hai chức ha, còn z là một ester ba chức, ester ba chức bây giờ phải tạo thành thế nào, thì phải tạo như thế này: HCOO đó ghép với cái ancol là C2H4 này. Rồi bên đây ghép với một cái axit, ghép với một muối của cái axit CO, bên này là gốc C2H5. Rồi đây là ester ba chức, một chức, hai chức, ba chức. Ok, và vậy gì y này phải tạo thành từ do số mol của cái ông này là C2H4 này là 0,1 mà số mol của nhóm CNA là 0,12, đây CNA hai lần là 0,12 mà số mol này là 0,1 thôi, 0,1, vậy muối được tạo ra chỗ này là 0,1, như vậy trên này phải tạo thêm 0,02 muối CNA nữa, như vậy cái T2 trước của chúng ta phải kiểu như thế này đó. Rồi chúng ta lấy 0,12 này, bạn trừ bớt cho cái này 0,1 chỗ này tạo ra đúng không, cái này phải 0,02 mol. Vậy thì số mol của ông này sẽ là bao nhiêu? Số mol này các bạn thì lấy số mol gốc HCNA này là 0,16 trừ thế này, chỗ này tạo ra một gốc HCNA là 0,1 rồi, như vậy cái này phải là 0,06 mol, được chưa? 0,06 mol. Vậy thì suy ra chúng ta sẽ tính được khối lượng của y như đề bài mong muốn, suy ra MI bằng 0,02 là số mol nhân m lớn của ông này là 146 nha, 146 thì chúng ta sẽ có là 2,92 nha. Các bạn chọn đáp án là câu A. Đấy, rồi. Đó là ta lập luận trường hợp với ancol hai chức, ancol đơn chức và ancol hai chức. Thế bây giờ nếu mà trường hợp ancol đơn chức và ba chức thì sao? Nha. Trường hợp 2. Nếu ancol của chúng ta là đơn chức và ba chức nha, và ba chức. Đó. Thì khi đó các bạn sẽ có số, cái số mol của ancol này nhá, nó sẽ lớn hơn và nhỏ hơn bao nhiêu? Ví dụ thầy đặt đây là x đi, là y nhá. X là y. Rồi. Vậy thì chúng ta sẽ có x này. X cộng cho 3y. Đó, là số mol của nhóm OH là 0,4. X cộng 3y chắc chắn là phải lớn hơn x cộng y, đúng không? Và phải nhỏ hơn 3 lần x cộng y. À, chắc chắn là như vậy. Như vậy thì x cộng y này vẫn nhỏ hơn 0,4. À, 0,4 và lớn hơn 0,4 chia 3. À, 0,4 chia 3. Thì dẫn tới lúc này cái số carbon ha, dẫn tới cái số carbon, số C này nó phải lớn hơn và nhỏ hơn. Số mol C vẫn là 0,6. Số mol C là 0,6 ha. Chia số mol ancol là 0,4. Rồi số mol C là 0,6, chia số mol ancol là 0,4/3 đã lần này. Thì chỗ này nó sẽ là 1,5. Còn ở đây sẽ là 4,5. Thì dẫn tới như vậy thì cái số carbon của chúng ta đó, chúng ta có là C3. Đó, C3. Rồi C2 là không được nha, 3 chức thì ít nhất phải là 3C nha. Ít nhất là 3C mà hai ancol nữa có cùng số C. Thì là lớn nhất là C3. C3 thì H gì chưa biết này, OH. Còn C3 thì là sẽ H5, OH 3 lần. Như vậy nếu mà trường hợp này thì chúng ta có thể giải được hay không? Chúng ta sẽ đặt số mol là XY thử ha. XY này, bạn sẽ có XY. Thì bạn sẽ suy hệ phương trình thôi.
ít cộng y, lúc này là số mol của ancol. Thì với số mol là 3, với số carbon là 3, vậy thì số mol của hai ancol sẽ là 0,6 chia 3 này, là 0,2. Trong khi đó mình sẽ có ít cộng cho 3y, là số mol của nhóm OH là 0,4. Thì đó các bạn sẽ có được ít bằng và y bằng, ít bằng 0,1, y bằng 0,1. Đó, ancol 3 trước là 0,1. Thì trường hợp này vì y bằng 0,1 này, nên chúng ta sẽ loại đi. Vì sao? Vì là nếu mà este 3 trước của chúng ta như thế này, ancol 3 trước của chúng ta là y là 0,1, thì este 3 trước phải là HCO 3 lần này, C3H5. Thì khi đó cái muối này tạo ra của chúng ta với số mol này là 0,1 đúng không? Vì muối HCO này tạo ra này phải là 0,3, là vô lý, lớn hơn 0,16 mà chúng ta giải được ở trên. Nên chúng ta sẽ loại trường hợp này, Rồi, trường hợp tiếp theo là số carbon nằm trong đoạn từ 1,5 đến 1,5 thì chúng ta sẽ lấy C4 cũng được ha. C4 nghĩa là C4H gì đó, OH này, và C4H7OH 3 lần là ancol 3 trước. Tương tự ta sẽ giải ít y này, chúng ta sẽ có là ít cộng y là số mol của ancol bằng số mol C là 0,6 chia 4 là 0,15, là ít cộng cho 3y thì vẫn là 0,4. Thì đó các bạn giải ra được ít bằng y bằng 0,025 và y bằng 0,125. Thì trường hợp này chúng ta cũng sẽ loại luôn. Vì sao? Vì nếu mà ancol 3 trước của chúng ta là 0,125 mol, có nghĩa là este 3 trước của chúng ta sẽ là HCO này, 3 lần C4H7. Đó, mà số mol này là 0,125 thì cái số mol của muối HCOONa, đó, thì nhân 3 lần lên thì nó sẽ 0,375, lớn hơn 0,16 chúng ta giải được ở trên. Như vậy là vô lý. Như vậy nó tóm lại thì bài này nó phải buộc phải ancol đơn chức và ancol hai chức, và với khối lượng y chúng ta tính được ở đây là 2,92 gram là đúng ha. Như vậy câu này phải chọn đáp án A. Như vậy rõ ràng đây là một câu gọi là phân loại điểm 10 phần chương 1 FN lipid, thì các bạn phải hiểu là nó khó và nó yêu cầu là lập luận thật là nhiều thì mới được ha, áp dụng thật là nhiều cách. Rồi ok, chúng ta sẽ dần dần hình thành cái này thôi. Về lớp 246 thì hiện tại là các bạn đã xuất phát được hơn một tháng rồi, nên là cái lớp 246 thầy sẽ không tuyển sinh tiếp cho các bạn mới vào nữa, thì các bạn sẽ không kịp ha. Thầy sẽ tuyển sinh lớp mới vào 357 nha các em nhé, cho lớp 12 2K4. Rồi, chào các em.